Lạy mẹ Maria, hôm nay tất cả anh chị em ca viên chúng con thuộc các ca đoàn trong giáo hạt Bảo Lộc quy tụ về đây để họp mặt truyền thống ca đoàn. Và cùng với cộng đoàn dân Chúa, chúng con thực hiện cuộc hành hương kính viếng mẹ nhân ngày mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng con xin ca tụng mẹ với lòng thành kính tin yêu, và cùng mẹ chúng con xin cất cao lời hoan ca Alleluia để chúc tụng Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương ban cho chúng con được ân hưởng ơn cứu độ qua sự phục sinh của Đức Kitô, đấng mẹ đã cứu mang và hiệp công cứu chuộc. Trước khi cùng cộng đoàn dân Chúa dâng thánh lễ tạ ơn, chúng con hân hoan rước nến hòa chung với sắc hoa muôn màu cùng với những bài thánh ca để lần lượt dâng lên những tâm tình của đoàn con trong giờ diễn nguyện này. Kính lạy nữ vương thiên đàng, Alleluia khúc hát khải hoàn vinh quang. Vạn tế đấng chí thánh cao xa, phục sinh bừng sáng huy hoàng, Alleluia. Ôi lạy mẹ Maria, đoàn con cất tiếng ngợi ca hát mừng. Ngàn đời Chúa chọn tình thương, chọn đời mẹ sống mẫu gương hiệp hành. Như sóng lòng chiều nguyên ơn phước cả, lời sứ thần chào mẹ cất cao dâng. Và khi mẹ đáp tiếng xin vâng, mẹ trở nên đấng hiệp công cứu chuộc. Qua thập giá đến vinh quang, Chúa đã sống lại khởi thắng khải hoàn. Hôm nay chung tiếng hợp hoan, con xin dâng mẹ hoa ngàn thắm tươi. Hoa lòng một chuỗi mân côi, đền tạ trái tim mẹ vì tội đời lụy phong. Lòng con cảm mến vô song, Fatima tình mẹ mãi mãi thương yêu gian trần.